Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây đang là một thùng bánh. Thì cái thùng bánh này có gì khác biệt thì cùng mình đi bóc hộp để xem là bên trong nó sẽ có gì và nó là hàng bánh nào nha các bạn. Thì bên ngoài là cái bao bì nó cũng khác so với ngày trước, nên là mình muốn làm cái video này chia sẻ với các bạn cũng như bóc hộp xem là hộp bánh này là bánh gì và đang có cái gì gọi là nó khác biệt ở trong cái thùng bánh kẹo này nha các bạn. Thì các bạn nhìn bên ngoài thì cái thùng này thì nó cũng là của hãng Orion nha các bạn, và có một số các cái thông tin như là combo 1 tặng 1 này, Choco Pie Mare Boy. Chị lấy kem gì rồi? Đậu xanh với đậu đỏ. Có 2 vị, em có 2 vị. Nó có hộ hôm chị ăn cho nó. Em có bán nước dừa cốt dừa? À có. Chị lấy mấy chai? Lấy lạnh à? Ở đây đây chị này. Lấy cả lốc à? Có. Cái baby down. Đây coca bé. Không, sẽ lấy chị mấy chai đi. Chị lấy gì nữa không? Em bán toàn Thái hay Việt đâu. Thái ạ, à, nhà em chỉ có Thái thôi. Nó sẽ đắt hơn Việt. Lấy đi nào. Lấy lông nào. Nước cam lại đang hết mất. Em đang hết mất rồi. Có, chị cứ bóc ạ. Lấy bao nhiêu thì chị bóc ra. Chị lấy bò húc không? Chị lấy nhiều không ạ? Dạ. Vâng. Dây sơn chiu à? Lấy cho bà dây sơn chiu. Nó lại không có lốc đâu, nó lẻ thôi. Nó là cả thùng đấy, nó hay là lấy chẳng tiền. Chẳng tiền nó chỉ có sữa dừa với đậu xanh thôi. Nó lại không có đậu đỏ. Đậu đỏ là cái gì? Đậu đỏ là của Merino, hàng ăn đắt. Lấy một hộp đậu xanh. 40 trừ 10 còn 30. Cái đấy dầu xả, lấy vô dầu xả rồi Linh ơi. Dầu xả. Lấy sô cô la. Một dãy đúng không? Cái mẹ mua ấy tao gọi cũng thấy dầu xả luôn. Cái màu đen đây. Bỏ lực nước răng mà không có bọt. À mà sô cô la chứ nhỉ? Đấy đấy. Ê ê. Ừ, lấy cái túi sô cô la quên. Dạ, mình để em tiếp.
Bà ơi cháu gửi bà 30.000. Có 82 chị. Lấy cái bọc bọc chùm à? 10.000 túi chị. Một 82 chị. Chị lấy gì nữa không ạ? Dạ. Màu xanh đó à? Màu xanh đó. Cái màu đấy chỉ có to thôi. Mười nghìn đấy ạ. 418. Ở đâu? 318. 30. Đúng rồi. Mười nghìn về thôi, ông qua đem đưa tiền nhé, quên không được. Dạ vâng. Dạ. Bốn lăm. Nhỏ nhất hay nhỏ vừa? Ừ, nhỏ nhất hay nhỏ vừa? Vừa vừa lại nhỏ nhất là ta. Vâng, có không ướp lạnh à? Bà lấy nhiều bia không? Hai lốc à? Vừa hỏi bia mà. Bà lấy là bò húc không lấy bia hả? Có một giây à? Bạn lấy mấy giây? Phải bỏ hết được cái đó chứ. À, túi nhỏ nhất hả? Đây đây cho rồi chứ.
vừa bảo nhỏ nhất nhưng lại vừa vừa đi. Đây bà. Nó có hai loại. Một loại Việt thì rẻ hơn. Này của Thái. Nhà đam hả? Nhiều không? Một dạ một hũ thôi. Không bỏ luôn vào đó. Một trăm sáu bạn. 160 ạ. 67.000 một giây. Họ đang bán lẻ 12. 67 là có 11.000, không đến 11. Một tip đánh răng trắng à? Thảo dược á. Ngọc Châu á? Dạ. Cái đấy tận 75 ạ. Được. Một cũng lại là 160 rồi. 205. 205. Vâng, đúng rồi. 205. Vâng, đưa cháu đi cho tôi lại cho 300.